Okay, so today now, we are going to draw the PHP echo print. Then the PHP, output the result. By the way, I prepare my P statement to echo or print. Okay. Then the P then we output the result. We do the prepare echo or prepare print. Then the non example. Okay, this is prepare echo. Then you mở bàn được ok bán ok chẳng là lấy đầm bay clear nhóm thực ca tay hợp nhận được ok bán mở tầm đó rồi viên echo hay được print ok và lấy dùng cho bài file được ok bán máu chẳng ní lùng hạt trang bao dưới để nhóm display cam bị lượng môn nữa lấy nhóm thực ca lục cháo đầm bay của môi thì tràn phết ok ở lấy dùng cái vài bỏ mùi nhưng mà lấy dùng đặt đồ lá touch one đồ lá touch one smear chẳng dùng cái viết string chỉ dùng đặt viết string dùng đặt learn php learn php lấy dùng cái đồ lá mùi tiệt PAT FOO right bottom tiết width hay một cái right bottom tiết thì text ray smell then channel ok ở lấy nhóm print output bay nè ở lấy nhóm print output bay nè nhóm say echo echo chẳng này có thì mua cái đồ lá thì touch one choice đồ lá touch two choice đồ lá touch three chẳng đây chờ lỏ thì em phải thêm máy em phải đọc liền chẳng lại nếu nhung chẳng lại mình kia space muối ok mày đọc liền chẳng em save vậy là dương thực ra ra được ổn em nó đi chứ ok chẳng lên php with a dime channel chẳng ở anh ấn cứ chưa được biết to stream lúc này nhóm ai đã nhóm pra print của bạn này ok thì nhóm pra print nhóm sell tới được clear ok chẳng là việc echo được print vì mình là phản ứng phải đăng ký việc output việc rồi viên echo hay là print cứ như vậy mạnh chẳng biết đôi chặt nhiệt để thế